chấm điệp xua bóng bồn tầng ngóc kia cha thằng anh đi cứ mê tịch chạ thẹt tơ co chân tay nên khi ông mau cùi nhắm tai nơi mục lò cầm đài nè ha hai mơ tê sấp hiệp thẹt tơ co giang sờ xa cha chăm tới tam đan tê sấp hiệp xem chấm mày nên khi ông tầng ngóc kia hai ta bóng bồn na khác đại chơi chật nhắm tai pe mê tịch chạ đôi nên khi ông bẹp ní bàn tay chỉ tu tới nơi sờ cầm ai dưng nên khi ông khơi tha chơi chật tai nâng tràn khăng đái mình tha pe mê cả đại rồi còn mê tịch chạ tê ao tịch chọn nhắm cứ thôi nhắm mày nơi ní mê tịch chia a bông bồn cha pê giúp cư cho đo độ pram rư co độ buồn đời gửi gram xôn á chàng chấn lầm láng cư tịch chia mình tên nên khi nhóm mong cô nhằm tay nó mục lo cầm đau cha mượt bây bực xa lẹ ta vô nơi kháng krai chân tư đào trên krai khá lá đâm bây sụp dục cho oxygen tụi bây chưa là nghĩa cô mình ai nơi sử ngọng tịch không tiện đại bông bồn nên khi nhóm nhằm tay hết trên đào kháng krai tịch đài tế sự phê phê thật là tự có sát khả lăng bông bông nên khi nhóm thọt tế sự phê tưởng ơn này cứ phía nhau chùn ở bông bông bàn khớn bê xâm ra bị càng nghe nơi hát bàn khớn tế sự phê bạp này cứ ở rộng lộ tưởng ơn khả nê khớn tế sự phê chân nực sọc cầm ná rớt bàn tay bên nực chế dương chân tơ phê mặt bàn phê mê thôi cái đói nãy nơi sọc kê cứ lộ bố lên chân cực giáng to tầm miền phê bìa cầm nọt bàn ai tự bàn á có căn thật lẽ chân tơ bàn tay thật lẽ ắt du thế thật lẽ tầm plet nâng chầu bay chà tập bàn nâng anh thật lẽ làng sa an mỏng tê sập hiệp á lấy nên khi nhom lên chỉ mới sát chân châm mà rồi bỏ nên khi nhom nơi khi nhom tèo vĩnh chà cua sẽ lắng nhân sát nâng vị che sẽ lắng dương vị che lên mùi dương đan chân hết là bông bồn chút mình tên sát nâng hay là cute mới kịp đây cái đai cái đây xuống kia cha này anh mong ôn là lời chụp thật lẽ được cậu hái ngày nay cứ xoa mây nên khi chúng quạt vừa can được té hai lời là nghĩa cho anh chân nên khi chúng đau mau được bài tập về là nghĩa là mồm đái sau mình chọc bị tổ trong phần nâng chăm chụp nên khi chúng nào cả cái đầu tiệt ô con trai chúng đẹp lìa